chào tháng 2 đã trở lại thì ta tiếp tục thực hiện cái chương trình tiếp tục mở việc mạch dành cho những khách hàng đến trải nghiệm buffet tại nhà hàng Sun Breeze và Kim Tân. Như thường lệ, chương trình bốc thăm sẽ được diễn ra vào mỗi tháng. Giá trị của chương trình là bao giờ 1 triệu đồng dành cho khách trải nghiệm tại nhà hàng buffet. Mình sẽ xin bốc những cái lá thăm may mắn trên tay. Khách hàng tên là Nguyễn Đăng Phương Trang, sinh năm 1998. Cảm ơn chị Nguyễn Đăng Phương Trang đã đến vào hội nhà hàng. Thì hy vọng cái lá thăm này sẽ mang chị đến với nhà hàng của tụi em thêm một lần. Trong tháng 3 này, nhà hàng Sun Breeze Kim Tân sẽ có những chương trình ưu đãi rất là lớn dành cho khách hàng. Mong rằng mọi người sẽ đến để mà trải nghiệm và thức những cái món ăn chuẩn chực tại nhà hàng Sun Breeze và Kim Tân. Cảm ơn, chào tất cả các bạn.